Xin chào các em, chào mừng các em đến với trang web học trực tuyến của trường tiểu học Bình Trị Đông. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào tuần 27, các em sẽ tiếp tục học các nội dung của môn thể thao tự chọn đá cầu và chơi trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Về mục tiêu và yêu cầu của bài học là chúng ta sẽ ôm tân cầu bằng đùi, đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân, học kỹ thuật tân cầu bằng mu bàn chân và phát cầu. Yêu cầu ở cái phần học mới là chúng ta sẽ thực hiện tương đối đúng cái động tác. Cuối cùng là trò chơi chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau, yêu cầu các em biết cách chơi và tham gia tích cực vào trò chơi. Các em thân mến, để chuẩn bị cho tiết học thật tốt, chúng ta cần trang bị cho mình cầu đá, trang phục thể thao gọn gàng, dễ vận động, đi giày tập đầy đủ. Vị trí tập luyện, các em có thể sử dụng sân của gia đình hoặc phòng tập trong nhà nếu có. Về mục tiêu và yêu cầu của bài học là chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là khởi động, phần thứ hai là môn thể thao tự chọn và phần thứ ba là trò chơi. Nào, chúng ta cùng bước vào phần thứ nhất, khởi động. Các em sẽ xoay các khớp, xoay cổ, xoay vai, xoay cánh tay, xoay hông, xoay gối, xoay cổ tay cổ chân. Mỗi động tác các em thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bây giờ thầy sẽ điểm mẫu cho các em động tác thứ nhất, động tác xoay cổ, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các động tác còn lại các em thực hiện tương tự. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là môn thể thao tự chọn. Thì ở nội dung này các em lưu ý là đầu tiên chúng ta sẽ ôm tân cầu bằng đùi và đỡ chuyền cầu bằng mu bàn chân. Các em xem tranh để nhớ lại cách thực hiện ở tuần trước. Sau khi thực hiện ôm tân cầu bằng đùi, đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân, các em sẽ qua phần tiếp theo là học kỹ thuật tân cầu bằng mu bàn chân. Các em lưu ý những điểm sai lầm thường mắc ở động tác này, đó là chúng ta sẽ tiếp xúc cầu sai vị trí mu bàn chân, làm cho cầu đi không đúng hướng và thành tích tân cầu chúng ta cũng rất là thấp. Về tư thế chuẩn bị là hai chân đứng rộng bằng vai, mũi chân thuận đặt sau gót chân trước khoảng 1/2 bàn chân, chạm đất bằng nửa bàn chân. Hai đầu gối hơi khuỵu, hai tay tự nhiên. Trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước. Cách thực hiện thì chúng ta sẽ tung cầu lên cao khoảng 0,5m và khi cầu rơi xuống, dùng mu bàn chân tân cầu lên cao khoảng 0,5m. Khi rơi xuống đến mức hợp lý, lại tân cầu lên. Trường hợp cầu rơi xa vị trí chúng ta đang đứng, thì chúng ta có thể vươn chân ra hoặc là di chuyển đến để tân cầu. Chúc các em tập luyện thật là tốt. Bây giờ chúng ta sang kỹ thuật tiếp theo, đó là phát cầu. Đầu tiên các em sẽ xem tranh và thầy sẽ phân tích kỹ thuật động tác này. Điểm sai lầm ở động tác này đó là chúng ta tiếp xúc cầu sai mu bàn chân và tầm cầu bay thì thấp, không có lên cao và thường là lệch hướng, không có sang sân đối phương, có thể là sang phải hoặc là sang trái và cầu rơi ra ngoài phần sân của sân đối phương, hoặc là cầu không đến được vị trí bạn cùng tập với mình. Về tư thế chuẩn bị là hai chân đứng rộng bằng vai, mũi chân thuận đặt sau gót chân trước khoảng 1 bàn chân, chạm đất bằng nửa bàn chân. Hai đầu gối hơi khuỵu, trọng tâm cơ thể dồn vào chân trước. Về cách thực hiện thì tung cầu lên cao khoảng 0,5m. Khi cầu rơi xuống, các em dùng mu bàn chân đá vào cầu, cho cầu bay lên cao, ra xa đến phía bạn cùng tập luyện với mình hoặc qua lưới sang phần sân của đối phương. Chúc các em thực hiện thật là tốt. Bây giờ chúng ta sang phần thứ ba, đó là trò chơi. Trò chơi của chúng ta là chạy đổi chỗ, vỗ tơi nhau. Các em quan sát tranh và nghe thầy phân tích về cách chơi. Để tiến hành trò chơi, chúng ta sẽ xếp làm 2 hoặc 4 hàng dọc và sau đó cho 2 hàng giãn xoay mặt vào nhau và giãn cách một giang tay. Bạn này cách bạn kia khoảng từ 1 đến 1,5m và hai hàng thì cách nhau khoảng 5 đến 7m.
ở mỗi giữa hai bàn đứng đối diện, chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn. Và khi nghe khẩu lệnh chuẩn bị và giáo viên thổi còi thì các em sẽ di chuyển đổi vị trí cho nhau bằng cách là chúng ta sẽ chạy thẳng sang hàng của bạn đối diện với mình, và khi đến phần vòng tròn ở giữa sân thì hai bạn sẽ vỗ tay với nhau, và cứ như vậy chúng ta thực hiện theo hiệu lệnh còi của giáo viên. Chúc các em có một trò chơi thật là vui. Bây giờ chúng ta sang phần cuối cùng, đó là thả lỏng. Đầu tiên là cúi người thả lỏng hai tay, hít thở sâu, đứng thả lỏng từng chân, và cuối cùng là đi thường theo nhịp nhẹ nhàng, hít thở sâu. Các em thân mến, tiết học của chúng ta hôm nay nó đã hết rồi. Chúc các em luyện tập thật là tốt. Hẹn gặp lại các em vào các buổi học tiếp theo. Xin chào các em.